bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng review bài viết của ông Mr. Money Mustard có tựa đề đó là 50 việc làm có thể kiếm được trên 50.000 đô la và không cần có bằng cấp. Thì trong bài viết chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều người đang phải đối mặt với những vấn đề rất là nan giải về trong cuộc sống và về tài chính. Nhưng mà rất là nhiều người họ thông minh, họ chăm chỉ và đang có những lựa chọn hợp lý. Nhưng mà do vì cái tính chất công việc không thể thương lượng được này, cái mức thu nhập của họ chưa được cao và thậm chí là họ gặp những cái rắc rối. Ví dụ như là sinh viên ra trường có bằng cấp rất là tốt nhưng mà không tìm được công việc có mức lương mà họ mong muốn. Hay là có nhiều người họ đi làm lâu năm rồi nhưng mà thu nhập thì không được ổn. Và vì vậy mà qua cái bài viết của ông thì cũng nói về các tính chất nghề nghiệp để có thể mang lại thêm thu nhập và thậm chí là không cần bằng cấp quá cao mà vẫn có thể mang lại nguồn thu nhập cao và tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình. Và trong bài viết của ông thì ông nói có một vài ý, đấy là không có ai có thể trả tiền cho bạn nhiều hơn số tiền mà họ phải trả. Và trên thực tế thì ông có đặt ra một câu hỏi, đó là tại sao mà phải bận tâm tới một công việc và đòi hỏi quá nhiều bằng cấp. Và nếu như mà dựa trên những cái bằng cấp cao đó nhưng cái khoản tiền lương mà mình nhận về không phù hợp, thì ông cũng chia sẻ luôn vào về câu chuyện của ông, đó là ông không cần có một công việc và ông lưu hành ở trên khắp đất nước và gặp gỡ rất là nhiều người. Nhưng sau đó thì ông nghe họ xem là họ làm gì để kiếm sống và từ những cái kinh nghiệm của họ rồi ông sẽ học hỏi. Trong khi mà cha mẹ của chúng ta luôn nói là chúng ta phải cần một tấm bằng rất là cao và ở bất cứ nơi nào thì khi đó chúng ta mới kiếm được việc, nhưng mà thực tế thì không phải là như vậy. Và ông cũng có chia sẻ đó là có những người ở ngoài kia họ đang lặng lẽ kiếm tiền và một số người thì có kỹ năng rất là cao và họ cũng có thể kiếm được những cái công việc vượt trội và có mức thu nhập cao. Nhưng bên cạnh đó thì có rất là nhiều người họ vẫn bị mắc kẹt và không tìm được những cái công việc phù hợp với trình độ của họ. Và bên cạnh đó thì ông chỉ ra những cái công việc có thể mang lại cái nguồn thu nhập hợp lý cho mọi người mà không cần phải có bằng quá cao hay là được đào tạo quá là chuyên sâu. Ông còn nêu ra ở đây một vài công việc, đó là lao động thủ công này, hay là ngành nghề internet, sáng tạo và nghệ thuật, và rất là nhiều ngành nghề nữa. Ông có kể ở đây đến 50 nghề cơ. Và ông có nói đó là không có một công việc nào là công việc có thể làm giàu nhanh chóng và làm giàu dễ dàng, thì sẽ không phải là một mô hình để có thể tái tạo. Nhưng vấn đề là có thể có nhiều hơn một cách để chúng ta kiếm tiền nếu như mà chúng ta mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta ra. Để có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta có thể là bắt đầu một cái doanh nghiệp mới để tìm ra công việc có thể có rủi ro một chút nhưng mà cũng là cái cơ hội lớn để cho bạn có thể có nguồn thu nhập tốt hơn. Đó là một vài những ý mà trong bài của ông Mr. Money Mustard có nói. Thì sau khi mà anh Quang cũng đọc qua bài này rồi ý, thì anh Quang thấy ông chia sẻ như thế nào và đứng trên góc nhìn ở Việt Nam thì cái tình trạng này ra sao? Em nghĩ là cái quan sát của Mr. Moistar là rất là đáng lưu ý, đúng không? Tức là trong một cái thực trạng mà ở đất nước Mỹ cũng như là ở nhiều quốc gia khác, kể cả Việt Nam, là các bạn trẻ chúng ta cứ có xu hướng là sau khi tốt nghiệp phổ thông, đúng không, chúng ta vào đại học, học 4-5 năm đại học, thậm chí là tiếp tục học sau đại học là kiểu văn, mất khá nhiều thời gian trong trường. Đấy. Thì trong khi là gì ạ, họ lại cạnh tranh nhau một số lượng công việc mà nó hạn chế trên thị trường. Thực tế là rất nhiều sinh viên ra trường là mặc dù tốn rất là nhiều tiền đi vay student loan các thể loại đại học, nhưng ra trường đâu có việc đâu, phải chạy Grab rồi cũng rất là nhiều. Cho nên là Mr. Mustard muốn chúng ta có thêm một góc nhìn khác, tức là do là vì rất nhiều bạn trẻ cứ tập trung vào cái ngành nghề mà phải có bằng đại học như vậy, thì lại có khá nhiều cơ hội khác trên thị trường, thì các bạn lại không tận dụng vào những cơ hội đó, mà thu nhập của nó không hề thấp hơn là những vị trí mà chúng ta phải có bằng đại học để chúng ta đi làm office. Cái ý tưởng chính ở đây nó là như vậy. Và khi mà chúng ta đối chiếu với trường hợp ở Việt Nam là thực tế đúng như thế luôn. Thực tế là có nhiều bạn là sau thời gian đi học đại học xong rồi thấy cơ hội công việc nó cũng không đâu vào đâu cả, họ hoàn toàn có thể chấp nhận về quê làm trang trại, rồi thậm chí là
làm một số cái business riêng của mình, có thể là buôn bán thương mại gì đó vân vân, nhưng mà thu nhập thực tế là rất là tốt. Đấy, thế thì quay lại câu chuyện ở đây thì dưới góc nhìn của mình thì mình lại không muốn là chúng ta cứ quan sát theo kiểu là nhìn cái hiện tượng của cái nghề này nghề kia, mà cái điều mấu chốt quan trọng nhất là chúng ta cần có một cái định hướng nó tương đối bền vững cho chúng ta. Anh thì anh hay nhìn dưới góc độ là có ba cái vòng tròn quan trọng để chúng ta xác định cái công việc của mình. Một cái đầu tiên là cái việc đó mình có thật sự thích, nó có ý nghĩa gì đó không, có nghĩa là khi ta làm công việc đó thì ta có phụng sự được cho khách hàng hay một đối tượng gì đó cụ thể không, và chúng ta tìm thấy cái niềm vui trong cái công việc mình làm. Cái thứ hai là cái kỹ năng chúng ta có phù hợp, đúng không? Người ta nhấn mạnh khá nhiều ở trong trường đại học hay là trong các trường phổ thông, người ta dạy rất nhiều kiến thức, nhưng mà thật ra là cái skill, cái kỹ năng là cái quan trọng, là nó có phù hợp với cái đặc tính của mình hay không, và mình có sẵn sàng học tập để phát triển được kỹ năng này không. Cái thứ ba là cái tính economic của nó, tức là liệu khi mình làm công việc đó thì người ta có trả lương cho chúng ta tương xứng hay không. Thì trong cái bài viết của Mr. Mostad là nhấn mạnh khá nhiều về khía cạnh thứ ba, tức là có khá nhiều công việc không có bằng, không đỏ bằng cấp, nhưng mà lại cho người ta một thu nhập cũng tương đối ổn. Nhưng mà mình thì mình muốn bổ sung thêm hai góc nhìn kia nữa, công việc đó bạn phải thấy nó có ý nghĩa để bạn có thể đi được lâu dài, bạn phù hợp với kỹ năng, thì như vậy nó sẽ bổ sung thêm cái phần mà Mr. Mostad đề cập, mình nghĩ là nó sẽ bền vững hơn. Vậy thì dưới góc nhìn, đúng là góc nhìn ở thị trường Việt Nam thì anh thấy sao về cái vấn đề là mình không cần bằng cấp mình cũng có thể kiếm thêm thu nhập cao? Ví dụ như hiện nay sau khi các cái trang mạng xã hội, đúng không, vào Việt Nam thì nó cũng tạo cho người ta khá nhiều cơ hội trên online. Có nhiều bạn là có thể sở hữu một cái kênh YouTube của mình và cho một cái nguồn thu nhập hoàn toàn là rất là ổn, đúng không? Các bạn có thể lập trình game thì vân vân, khá nhiều kênh chúng ta đã từng nhìn thấy rồi. Hoặc là có thêm một cái nghề mới khá là thú vị, đó là cái nghề về coaching, đúng không? Nghề huấn luyện người khác để giúp họ xác lập được mục tiêu, rồi tạo ra được động lực lên chương trình hành động và triển khai cái hành động nó như nào. Thì cũng là một cái nghề mà có thể mang lại một cái cơ hội thu nhập cũng tương đối ổn, mà cũng không nhất thiết là phải có một cái bằng đại học hay là sau đại học gì cả. Đó là mình đưa ra một vài cái ví dụ để mà chúng ta có thể tham khảo thêm. Như vậy thì ở thị trường Việt Nam thì mặc dù là chúng ta vẫn cần phải có bằng cấp để tìm được những cái công việc mà cảm giác là không phải dùng đến tay chân, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó thì một công việc đó thì sẽ không mang lại cho chúng ta được quá nhiều cái nguồn thu nhập. Thì chúng ta cũng có thể tìm thêm những công việc mà có tính chất cùng với cái công việc chính của mình để mang lại nguồn thu nhập thứ hai. Hoặc là bên cạnh đó thì cũng có thể đầu tư để mang lại nguồn thu nhập thứ ba, đúng không anh Quang? Vậy thì nếu như mà đầu tư thì mọi người cũng hiện tại bây giờ thì cái vấn đề đầu tư còn rất là nhiều người chưa được biết tới. Thì anh Quang có thể nói là đầu tư thì họ có thể đầu tư vào đâu và đầu tư như thế nào để có thêm nguồn thu nhập thụ động? Thực ra đầu tư là một cái hoạt động mà thiết yếu, gần như là tất cả mọi người đều phải cần các cái việc như vậy. Không chỉ là để tạo ra thêm một cái nguồn thu nhập phổ đâu, mà trong các cái kế hoạch tài chính của tất cả mọi người thì đầu tư là một cái cấu phần gần như không thể thiếu được, hoặc bởi vì rất nhiều lý do. Ví dụ như có thể là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cứ tích lũy tích sản rồi tiết kiệm thế là đủ rồi, nhưng mà dưới cái tác động của lạm phát, đặc biệt là chúng ta làm một cái hành tài chính về lâu dài, thì chỉ có hoạt động đầu tư nó mới có thể vượt qua được cái mức trượt giá của lạm phát mà thôi. Còn với phần đông những người như ở Việt Nam chúng ta, đúng không, hiện tại là chúng ta chưa biết nhiều về đầu tư, thì mình có một cái chia sẻ đây là tốt nhất là mọi người nên tìm hiểu trước khi tham gia thực sự vào hoạt động đầu tư. Vì nói chung dù sao hoạt động đầu tư nó cũng cần cả yếu tố chuyên môn và kiến thức nhất định. Mọi người nên tham gia đầu tư vào bản thân mình trước, bằng việc là tham gia vào các lớp học về các tài chính, học về cách quản lý tài sản, học về các lớp về đầu tư, các loại kênh tài sản như nào. Thì sau khi mà chúng ta có một kiến thức nhất định rồi thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tham gia vào các hoạt động đầu tư. Và trong quá trình tham gia hoạt động đầu tư đó thì mình cũng xác định là đặc biệt là giai đoạn đầu là giai đoạn mà mọi người nên ưu tiên để mà tích lũy kiến thức và kinh nghiệm trước. Rồi sau này khi mà chúng ta tự tin hơn về kiến thức và kỹ năng rồi thì lúc đó bắt đầu mình mới tăng cái quy mô mà chúng ta đầu tư. Hiện tại thì ở thị trường Việt Nam thì mặc dù là so với thị trường thế giới thì chúng ta cũng chưa có quá nhiều các kênh tài sản, nhưng mà tuy nhiên thì tùy cái quy mô vốn khác nhau mà hoàn toàn có thể tham gia ngay từ bây giờ được. Ví dụ như trong quá trình mà
tham gia các lớp về quản lý tài chính, về đầu tư để tích lũy kiến thức, là hoàn toàn có thể bắt đầu với các cái chứng chỉ quỹ đầu tư của các quỹ mở trước. Thì khi bạn ta tham gia các chứng chỉ quỹ mở thì mình cũng sẽ vừa trong lúc đó vừa tạo được thói quen tích sản, đúng không ạ, để mà tăng trưởng cái tài sản của mình, thì mình lại được học được các cái chuyên gia ở tại thị trường Việt Nam, người ta đã có kinh nghiệm trong việc quản lý quỹ rồi, người ta cũng sẽ thực hiện các cái hoạt động liên quan đầu tư mình có thể học hỏi từ trước. Sau này chúng ta tự tin hơn thì chúng ta có thể mở rộng thêm cái danh mục đầu tư của mình sang các cái loại danh mục cổ phiếu. Thị trường Việt Nam thì vẫn còn có cơ hội tăng trưởng rất là tốt, thì hoàn toàn có thể đầu tư dài hạn trong kênh cổ phiếu được. Bên cạnh đó thì sau khi mình hiểu về bản thân của mỗi nhà đầu tư rồi, và đặc biệt là theo kinh nghiệm của mình, trước khi đầu tư thì nên có một kế hoạch đầu tư rõ ràng, là ví dụ chúng ta đầu tư đã vì mục tiêu gì, trong thời gian bao lâu, khâu vị rủi ro của mình là gì, tương ứng với các cái biến số đó thì cái phân bổ tài sản đầu tư là gì, thì lúc đó bắt đầu mình mới quyết định được là kênh nào là phù hợp. Còn nếu mà với những nhà đầu tư mà có quy mô lớn hơn thì ngoài những kênh như là chứng chỉ quỹ, cổ phiếu hay trái phiếu thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung thêm cái bất động sản có thể là đất nền hoặc là bất động sản cho thuê để có dòng tiền bổ sung thêm, để mà chúng ta thực sự có một cái danh mục nó được coi là đủ cái độ đa dạng hóa và giảm thiểu được rủi ro của mình. Như vậy thì qua bài viết của ông Mr. Money Mustard thì chúng ta có thể thấy là để tăng thêm cái nguồn thu nhập của mình hay là kiếm những cái công việc mà có mức thu nhập cao thì không cần quá nhiều đến bằng cấp. Ngay kể cả ở thị trường Việt Nam thì xu hướng trong tương lai cũng là như thế. Và chúng ta có thể kiếm thêm thu nhập từ 2 đến 3 nguồn, từ một công việc riêng này hoặc từ nguồn đầu tư mà anh Quang có chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.